Xin chào cả nhà, bây giờ Trang sẽ hướng dẫn cho anh chị cách thức để mình giao dịch trên sàn Easy Market nha. Đây là một sàn giao dịch để giúp cho chúng ta có thể mang về lợi nhuận gấp 6 lần. Hai nhóm, đó là nhóm A là nhóm về công nghệ gồm có Apple, Google, Microsoft. Nhóm B là về tài chính gồm có Mastercard này, Bank America và Visa, đúng không ạ? Và một trong những cái điều vô cùng tuyệt vời đấy là nhờ vào cái giao dịch chỉ số tương lai thì sẽ giúp cho chúng ta x6 lần lợi nhuận. Chúng ta thấy là đây là AI Forecast đang phân tích cho chúng ta thấy là dòng tiền đang đổ dồn về nhóm công nghệ, đúng không ạ? Màu tím là nhóm công nghệ, màu xanh là nhóm về tài chính. Trong 30 giây vừa rồi thì chúng ta thấy là dòng tiền đang đổ dồn về nhóm công nghệ là nhiều. Và trong 30 giây tiếp theo là đặt lệnh ấy, thì chúng ta sẽ xem ở đây. Thế mà nếu như mà nó cũng cùng với cái dòng tiền đang đổ dồn về nhóm công nghệ thì khi ấy chúng ta sẽ có thể là vào một lệnh ở nhóm công nghệ nha. Nếu như mà bình thường thì khi chúng ta đặt lệnh ở lệnh A, nhóm A này, thì chúng ta sẽ có thể đạt được cái lợi nhuận là một với một lần. Ví dụ Trang đặt một cái lệnh ở nhóm mà một lệnh ở cái tỷ lệ là 1:1, là theo AI Forecast đang phân tích đó là dòng tiền đang đổ dồn về nhóm công nghệ, thì xem là chúng ta có thể mang về cái lợi nhuận hay không. Và cái điểm mạnh của nó đấy là nhờ vào việc phân tích cái chỉ số tương lai ấy, dòng tiền đang đổ dồn về đâu, thì khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng để chiến thắng và x6 lần tài khoản. Khi mà các anh chị chúng ta lựa chọn là nó đang phân tích cho chúng ta là dòng tiền đổ dồn về nhóm công nghệ, vậy thì trong 3 mã của công nghệ, nếu như mà chúng ta lựa chọn là Apple, Win ở đâu, dòng tiền đổ dồn về nhóm công nghệ, thì khi ấy chúng ta sẽ đạt được lợi nhuận. Thì vừa rồi là cái lệnh mà giúp cho chúng ta tỷ lệ là gấp 1:1, đúng không ạ? Và tiếp theo đây, chúng ta thấy là dòng tiền đang đổ rất mạnh, rất là lớn về nhóm tài chính. Vậy thì bây giờ để mà giao dịch 1/6 thì chúng ta chỉ cần đặt vào một lệnh trong 6 cái mã này. Và bây giờ Trang sẽ đặt vào mã Mastercard nha. Đặt một lệnh ở Mastercard. Mastercard thì khi ấy, khi mà chúng ta đặt lệnh á, kết thúc 30 giây đó thì sẽ có tiếp theo là 30 giây để chúng ta chờ kết quả. Và trong 30 giây này thì nó rất là nhanh, chỉ khoảng tầm 15 giây thôi. 15 giây là chúng ta đã biết được là cái kết quả là giành chiến thắng hay không. Và nó giúp cho chúng ta x6 lần tài khoản, vô cùng tuyệt vời. Gấp 6 lần, một cái điều nhờ vào cái chỉ số AI Forecast này sẽ giúp cho chúng ta giao dịch rất dễ dàng và đạt được cái mức lợi nhuận vô cùng đỉnh. Đó, tiếp theo là một cái lệnh win, đúng không ạ? Nhờ vào AI Forecast, một cái nền tảng rất mới. Và xin hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tiếp theo để giúp cho các anh chị sẽ biết thêm nhiều cái phương pháp để giúp chúng ta mang về lợi nhuận một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.